Ta bắt đầu với bài tập số 1. Giải phương trình sau. Câu A là x bình phương trừ 11x cộng 38 bằng 0. Thế với câu A như thế này thì ta sẽ sử dụng phương pháp công thức nghiệm thôi đúng không? Bởi vì 11 là không phải là bội số của 2. Thì cô trình bày câu A là x bình phương trừ 11x cộng 38 bằng 0. A sẽ bằng 1, B bằng trừ 11, C là bằng 38, delta là bằng B bình phương trừ 4AC sẽ bằng 11 bình phương là 121 trừ đi 4AC là 4 nhân 38 bằng 121 trừ đi 152 sẽ bằng là âm 31, bé hơn 0. Cô kết luận là suy ra là phương trình vô nghiệm. Nếu cái bài toán này mà sử dụng phương pháp hàng đẳng thức thì cô nghĩ là nó sẽ rất là dài. Các con thử làm ra ngoài nháp xem thế nào nhé. Rồi, tiếp tục với câu B. X bình phương cộng với căn 2 cộng căn 3 nhân x cộng căn 6 bằng 0. Hay là A sẽ bằng 1, B là bằng căn 2 cộng căn 3, C là bằng căn 6. Ta áp dụng thôi, chúng ta bằng B bình trừ 4AC là bằng B bình thì chính là căn 2 cộng căn 3 tất cả bình trừ đi 4AC là trừ 4 căn 6 bằng căn 2 cộng căn 3 tất cả bình là bằng 5 cộng với 2 căn 6 trừ đi 4 căn 6 là bằng 5 trừ 2 căn 6. Trong phần này chúng ta bấm máy tính, chúng ta thử xem là cái delta này nó có dương hay không. Bằng cách là lấy 5 trừ đi 2 căn 6 thì chúng ta sẽ thấy là nó dương rồi. Như vậy là chỗ này con sẽ viết lớn hơn 0. Mà đã lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ viết là căn delta sẽ bằng căn của 5 trừ 2 căn 6. Và tất nhiên là chúng ta phải ứng dụng cái chương 1 mà chúng ta đã học, đấy chính là cách khai phương một căn đúng không? Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Bằng những cách chỗ này chúng ta biến đổi thành hàng đẳng thức. Đây là gì? 5 thì chính là căn 3. Tất cả bình này trừ đi 2 căn 3 nhân với căn 2 và cuối cùng là cộng căn 2 tất cả bình. Thế đây sẽ bằng căn 3 trừ căn 2 tất cả bình. Căn 3 lớn hơn căn 2 rồi, như vậy đến đây sẽ bằng căn 3 trừ căn 2. Căn delta là bằng căn 3 trừ căn 2. Thì bây giờ chúng ta nói là suy ra là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt x1 sẽ bằng trừ b cộng căn delta chia cho 2a. Trừ b là mấy? Là trừ căn 2 trừ căn 3 cộng căn delta là cộng căn 3 trừ căn 2 tất cả chia cho 2a là chia cho 2 sẽ bằng căn âm căn 3 với dương căn 3 là hết rồi. Âm căn 2 với âm căn 2 là âm 2 căn 2. Âm 2 căn 2 chia 2 là còn âm căn 2. X2 sẽ bằng trừ b trừ căn delta chia cho 2a là bằng trừ căn 2 trừ căn 3 trừ căn 3 cộng căn 2. Để ý cái chỗ này nhá, căn delta là cả một cái cụ mà trừ thì chúng ta phải đổi dấu nó chia cho 2. Thì đây là âm căn 2 với dương căn 2 hết rồi, đây là âm 2 căn 3 rút gọn âm căn 3. Như vậy là chúng ta có thể kết luận là vậy nghiệm của phương trình là x bằng âm căn 2 hoặc x bằng âm căn 3, hoặc chúng ta có thể kết luận là vậy x bằng âm căn 2 với lại âm căn 3. Thế trong bài toán này nếu như chúng ta không học về công thức nghiệm giải phương trình bậc 2 thì việc mà phân tích cái đa thức này thành nhân tử để mà tìm nghiệm thì rất là khó khăn đúng không? Như vậy là từ đây là chúng ta đã hiểu vấn đề là gì? Công thức nghiệm
của phương trình bậc 2 ra đời để giúp cho chúng ta giải quyết mọi bài toán bậc 2. Câu C. 5x bình phương trừ 6x trừ 27 bằng câu. 5x bình phương trừ 6x trừ 27 bằng không. Ta nhận thấy là B là bằng trừ 6. Trừ 6 là một biểu số của 2, cho nên chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm thu gọn. A là bằng 5, B phẩy là bằng trừ 3, C là bằng trừ 27. Nên ta phẩy sẽ bằng B phẩy bình phương trừ đi AC là bằng 9 trừ đi AC thành cộng với 5 nhân 27. Thì đây sẽ bằng 144. Nếu đơn không, cô suy ra căn delta phẩy luôn bằng 12. Suy ra phương trình có hai nghiệm. Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 sẽ bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy chia cho a trừ b phẩy là 3 cộng với 14 chia a là chia 1, à chia 5. 3 cộng 14 là 17 phần 5. X2 sẽ là bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy chia a là bằng 3 trừ 14 chia trên 5 bằng trừ 14 phần 5. Để biết được bài toán này chúng ta làm đúng hay sai, chúng ta có thể bấm máy tính. Với cái máy tính FX570ES thì chúng ta bấm 1, 5, đúng không? Xong rồi đến bậc 2 là 3. Và chúng ta kiểm tra nghiệm bằng cách bấm hệ số này. Hệ số thứ nhất là 5, hệ số thứ hai là âm 6, hệ số thứ ba là âm 27. Và chúng ta ra nghiệm là X1 bằng 3, X2 bằng âm 9 phần 5. Đấy, như vậy là việc sử dụng máy tính để kiểm tra lại cái nghiệm mà chúng ta trình bày có chính xác hay không. Thì cô thấy đây là âm 9 phần 5 và 3 thì chứng tỏ là chúng ta bị sai ở chỗ nào rồi, đúng không? Âm B phẩy là 3 cộng căn, à chỗ này chúng ta có viết nhầm. Đây là này 12, đây là 12, đây là gì? 3 cộng 12 chia 5 là bằng 3, 3 trừ 12 là bằng trừ 9, trừ 9 phần 5. Và nó hoàn toàn trùng khớp với cái máy tính mà chúng ta bấm, đúng không? Như vậy là gì? Rất có thể là trong quá trình chúng ta viết, chúng ta có thể bị nhầm dấu chỗ này, nhầm dấu chỗ kia. Cho nên cái máy tính nó giúp cho chúng ta kiểm chứng lại xem là mình đã làm đúng hay sai. Có kết luận là vậy. S là 3 lại trừ 9 phần 5. Câu đã xong câu C. Và chúng ta tiếp tục với câu D. Câu D là 6x bình phương cộng 71x cộng 175 bằng 0 tương đương với ở đây là A là bằng 6, B bằng 71, C bằng 175, delta là bằng B bình trừ 4AC sẽ bằng 71 bình phương trừ đi 71 bình phương là thành 5041 trừ đi 4AC là trừ đi 71. Như vậy là trong phần này chúng ta nên viết công thức tổng quát đi là 71 bình phương trừ đi 24, 4AC là 24 nhân với 175. Đến đây là được là 841. Số rất là lớn và căn của 841 chính là bằng 29. Rất lớn không? Suy ra căn của delta là bằng 20, 19. Suy ra là phương trình có hai nghiệm phân biệt. À, cô viết hai nghiệm phân biệt x1 là bằng trừ b cộng căn delta chia 2a là bằng trừ b chính là trừ 71 cộng với 29 chia 2a chính là chia cho 12 bằng 2 bằng âm 7 phần
phần 2. X2 sẽ bằng trừ B trừ căn delta chia cho 2A, là trừ B chính là trừ 71 trừ 29 chia 10, 12 sẽ bằng, trên đây sẽ là bằng trừ 25 phần 3. Bây giờ chúng ta phải kiểm nghiệm nghiệm lại bằng cách là bấm máy tính như hướng dẫn lúc nãy của cô là 1, 5, sau đấy là nhân số 3, và chúng ta bấm hệ số là gì? 6 này, 71, 175. Thì cô sẽ có nghiệm là âm 7 phần 2, đúng rồi này, âm 25 phần 3. Như vậy hai nghiệm của chúng ta hoàn toàn chính xác với chúng ta kết luận nghiệm. Vậy tập nghiệm phương trình S là bằng âm 7 phần 2 và âm 25 phần 3. Vậy là chúng ta đã xử lý xong bài tập số 1 bằng cách là ứng dụng cái công thức nghiệm của phương trình bậc 2.